Và Lan xin chào cả nhà, tiếp tục chuyên mục ha. Ngày hôm nay là sale cho mình toàn tập luôn. Đặc biệt là sẽ có chương trình tặng đầm không đồng cho các chị mình đây. Rồi chị nào mình đã tham gia cái chương trình này rồi thì mình biết rồi ha. Mình nhớ là chia sẻ cho em 10 lần nha. Một lần trên tường nhà mình thôi. Còn các lần còn lại mình chia sẻ vào các hội nhóm dùm em nha cả nhà. Đó, mình tập trung chia sẻ vào các hội nhóm dùm em. Và các chị đặt hàng mình săn đầm không đồng thì mình ghi cho em 0 đồng kèm 4 số đuôi dùm em nha. 0 đồng kèm 4 số đuôi dùm em bây giờ đầu tiên sẽ lên chương trình tặng cho mình cái em đầm này với giá 0 đồng nha cả nhà. Tí nữa em quay lướt nha, chúng chọn vô chị nào là chị đó được chúng, nếu không có chia sẻ là bỏ qua nha. Nếu comment không đúng cú pháp cũng sẽ bỏ qua nha cả nhà. Mình nhớ giúp em cú pháp để mình săn đầm không đồng là 0 đồng kèm 4 số đuôi nha cả nhà. 0 đồng kèm 4 số đuôi nè. Trời ơi, cái đầm này ngày hôm nay sẽ tặng cho mình luôn, đủ size nha. Cái này đủ size chứ không phải còn một cái hay hai cái đâu. Các chị ơi, mình vào like liền và mình nhớ là chia sẻ like liền dùm em nha. Mỗi chị là 10 lần nha cả nhà. Tối thiểu 10 lần, một lần trên Facebook cá nhân nhà mình thôi. Còn lại là mình chia sẻ vào các hội nhóm dùm em. Chia sẻ vào các hội nhóm và, dùm em liền nha cả nhà ha. Mẫu này tặng giá 0 đồng. Rồi bây giờ các chị ơi, mình comment liền đi. Đó, 0 đồng kèm 4 số đuôi. Tí nữa em quay lướt nha, em sẽ dành ra cho mình tầm khoảng là 1 phút 30 giây để các chị comment lên đây. Rồi, rồi bây giờ các chị là mình vào like rồi thì mình cho em xin một cái dấu chấm tương tác, hoặc bây giờ tranh thủ mình ghi luôn nha. 0 đồng kèm 4 số đuôi dùm em. Các chị em không giới hạn số lượng các chị comment trên đây ha. Đó, mình comment càng nhiều thì cơ hội trúng của mình càng cao thôi. Rồi, chào cả nhà nha. Các chị ơi, chị nào mới vào like rồi mình comment luôn đi cả nhà ơi. Thì hiện tại bây giờ thì trong thời gian đợi mọi người chia sẻ thì em sẽ giới thiệu luôn sơ sơ cho mình mẫu đầm này nhé. Sơ mi này á là phải lụa mango nè, và phía trước này là phối cho mình nguyên dàn nút gỗ luôn. Và đầm này em có túi hai bên cho các chị mình ở đây. Chất lụa mango này là mặc là cực kỳ mát luôn nha cả nhà ơi. Đó, hôm nay em sẽ sale luôn cho mình, em sẽ tặng cho mình cái đầm này với giá 0 đồng. Thôi quá rẻ luôn nha cả nhà. Nhớ là chia sẻ cho em nha. Để em ghim luôn. Em ghim cú pháp cho các chị chia sẻ 10 lần nha cả nhà. Có chia sẻ là sẽ được chốt nha cả nhà, không chia sẻ là sẽ không được chốt nha. Có chia sẻ là em sẽ chốt cho mình nha cả nhà. Rồi các chị cứ comment lên đi cả nhà ơi. Rồi ai chưa chia sẻ mình chia sẻ luôn nha. Đầm form, đầm của nó là form chữ A nè. Phối nguyên một dàn nút gỗ phía đằng trước cho các chị mình luôn. Chất bao đẹp luôn, đây là vải lụa mango nha cả nhà. Và mẫu này nè các chị, em có túi hai bên luôn, túi hai bên cho mình. Ở đây em cao 1m62 thì các chị thấy cái form đầm này em mặc dài qua gối như thế này nha. Lụa mango này mặc rất là êm luôn. Rồi bây giờ chị nào mà mình ưng mẫu này, các chị nếu mình muốn săn được đầm giá 0 đồng thì các chị chia sẻ liền dùm em 10 lần. Và sau đó là các chị mình comment cho em 0 đồng kèm số điện thoại ngay bây giờ nha cả nhà. Để em quay lướt nha cả nhà. Chúng vô chị nào là chị đó sẽ được trúng cái đầm này giá 0 đồng luôn nha. Trời ơi, hôm nay là phải nói các chị ơi, săn đầm không đồng nó dễ lắm. Các chị cứ comment nhiều nhiều lên cả nhà, hiện tại comment hơi ít đó. Các chị comment nhiều nhiều lên nha, em đợi mọi người comment thêm xíu nữa đi. Tí nữa em sẽ quay lướt luôn nha cả nhà. Đây, đầm vải lụa mango này mặc mát lắm. Có co giãn luôn. Phía trước nó sẽ phối thêm cho mình là nút gỗ nữa nè. Chuẩn form cực kỳ luôn nha cả nhà. Rồi cứ 0 đồng kèm 4 số đuôi dùm em nha cả nhà. Đợi mọi người comment nhiều nhiều đi, bắt đầu nước. Chị Tình Lê ơi, mình ghi 4 số đuôi thôi chị, mình đừng ghi số điện thoại nha. Tại vì cái này là chương trình tặng quà, em lọc chỉ 4 số đuôi thôi. Có nguyên số điện thoại là lọc không được cái comment của mình đâu. Rồi các chị mình ghi cho em nha, 0 đồng kèm 4 số đuôi. Và nhớ là chia sẻ like 10 lần là được chốt nha. Chia sẻ like 10 lần là được chốt. Rồi, mở hàng thì với cái mẫu này em sẽ tặng cho ba chị đầu tiên nhé. Còn tí nữa xuyên suốt trong like này em sẽ tiếp tục tặng tiếp 0 đồng, chứ không phải chỉ có tặng mỗi mẫu này đâu nha cả nhà. Rồi, tí nữa sẽ thay đổi nhiều mẫu cho mình luôn. Đầm rất là đẹp nha cả nhà. Em có 4 size luôn, ML, XL với lại 2X. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg vừa. Các chị ơi, mình lưu ý giúp em nha, là mình chia sẻ một lần trên Facebook cá nhân nhà mình thôi. Còn lại 9 lần còn lại các chị chia sẻ vào các hội nhóm nha cả nhà. Các chị nhớ chia sẻ đúng nha. Chỉ một lần trên Facebook cá nhân, còn các lần còn lại là chia sẻ vào các hội nhóm dùm em. Tại vì các chị chia sẻ có một chỗ thôi, một thì không có tăng view lên được cả nhà. Mình nhớ là chia sẻ vào các hội nhóm dùm em nha. Đó, tại vì em thấy nhiều chị chia sẻ mà chia sẻ có một chỗ thôi là sẽ không có được tính đâu. Chia sẻ ở các hội nhóm khác nhau dùm em nha cả nhà.
các hội nhóm khác nhau nè, rồi chia sẻ Facebook cá nhân nhà mình nữa nha cả nhà nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi? Đợi mọi người chia sẻ thêm một chút xíu nữa đi. Ôi các chị ơi, mình chia sẻ mạnh tay lên nha cả nhà. Rồi mình nhớ là đây, mình chia sẻ thật là nhiều nhóm nha, chứ đừng chia sẻ một nhóm nha cả nhà ơi. Rồi đầm của em đây các chị, mẫu đầm lụa mango ha, mặc rất là mát, túi hai bên, cổ sơ mi form chuẩn luôn. Đây phía đằng trước là phối nguyên một dàn nút gỗ xịn sò cho mình luôn. Và mẫu này ngày hôm nay nha cả nhà, lên chương trình tặng cho các chị mình đây với giá 0 đồng. Rồi bắt đầu em quay lướt nha. Bắt đầu sẽ quay lướt nha cả nhà. Nhớ là phải có chia sẻ nha cả nhà ơi. Comment nè các chị. Em chốt luôn nha. Rồi ok chị Thi Hoan Trần. Chị Thi Hoan Trần 6441, chị Thi Hoan Trần để em kiểm tra xem có trúng chưa nha. Chị nào mà trúng rồi là các chị đừng comment nữa nha, tại vì cái chương trình này em sẽ dành ra cho mỗi chị một cái phần quà này thôi nha cả nhà. Chị Thi Hoa Trần. Chị Thi Hoa Trần nha. Rồi chờ một xíu. Thi Hoa Trần. À, 6441, chúc mừng chị Thi Hoa Trần nha. Rồi được trúng cái đầm này giá 0 đồng. Rồi nhưng mà các chị nhớ là chia sẻ đúng nha, tí nữa mấy bạn bộ phận tư vấn viên sẽ kiểm tra lại lần nữa xem coi mình chia sẻ có đúng chưa. Nhớ giúp em là một lần trên Facebook cá nhân và 9 lần còn lại vào các hội nhóm. Tí nữa mấy bạn kiểm tra lại lượt chia sẻ của mình đúng chưa, nếu mà đúng rồi là mấy bạn sẽ chốt cho mình nha. Rồi chị Lê Pha lại không chia sẻ rồi, chia buồn chị Lê Pha luôn. Chị Lê Pha có comment mà đúng cú pháp nhưng mà lại không có chia sẻ. Chị Thuyên Ma 3527. Chị Thuyên Ma 3527 là chị thứ hai. Rồi tiếp tục nha cả nhà, nhớ là một lần trên Facebook cá nhân, còn các lần còn lại chia sẻ vào các hội nhóm dùng em. Các lần còn lại chị Lê Pha ơi, mình comment nhiều nhưng mà không chia sẻ là cũng vẫn sẽ không được chốt đâu chị. Mình phải có chia sẻ 10 lần cơ chị ơi. Chia sẻ 10 lần, một lần trên Facebook cá nhân và 2 lần vào các hội nhóm thì mình và 9 lần vào các hội nhóm dùm em nha. Các hội nhóm khác nhau nha cả nhà, lưu giúp em nha cả nhà, chứ đừng chia sẻ vào một nhóm duy nhất nha. Rồi. Trời ơi chị Lê Pha ơi, lại trúng vô chị Lê Pha nữa mà chị Lê Pha không có chia sẻ. Sukana luôn. Chị Cẩm Hương, 1690, chúc mừng chị Cẩm Hương. 1690. Rồi, ba chị, em chúc mừng ba chị Thi Hoa Trần 6441, chị Thuyên Ma 3527, chị Cẩm Hương 1690 được trúng cái đầm này với giá 0 đồng. Cả nhà nhớ là chia sẻ luôn cho em nha, tí nữa tăng lượt chia sẻ lên em lại tiếp tục tặng đầm 0 đồng cho các chị mình nữa nha. Rồi bây giờ nè các chị, để lại giá an ủi cho cả nhà nếu chị nào chưa xanh được giá 0 đồng. Chị chia sẻ rồi mà, có hiện rồi mà em, bây giờ với hiện mà chị vừa nãy cái comment mà em bấm vô là cái comment đó nó chưa chia sẻ chị. Em chỉ tính cái comment lúc mà em bấm vô đó thôi chị nha. Cái này mình theo quy định giúp em nha cả nhà ơi. Chứ tại vì bây giờ vừa nãy em có nói mình chia sẻ thì lúc đó mình mới chia sẻ nó mới có cái huy hiệu thôi. Còn vừa nãy lúc mà em bấm vô thì cái comment của mình chưa có chia sẻ. Tính cái comment mà lúc em chọn thôi nha chị nha. Rồi bây giờ nha, 1247 mẫu đầm này nha. Em sale tặng cho em sale đặc biệt cho các chị mình luôn 159.000 đồng. 159.000 đồng mẫu đầm này nha cả nhà. Rồi chị nào lấy đặt liền nha các chị. Rồi chị nào mình trúng đồng không đồng, đi nữa các chị xem còn mẫu nào mình ưng để mình gộp đơn thêm để mình giao cùng với cái đơn hàng không đồng đó cho các chị mình luôn nha. Mỗi năm mà các chị ghi cho em là 1247 nè. Sale cực rẻ luôn, 159.000. 159.000 mẫu đầm này nha. 159.000 thôi, giá siêu yêu thương, có túi hai bên, phía trước em phố với nút gỗ cho các chị mình luôn, form chuẩn đẹp luôn nha. Dám sale ngày hôm nay 159.000. Hiện tại là lượt chia sẻ, các chị chia sẻ nhiều nhưng mà hiện tại nó chưa có hiệu quả cả nhà ơi. Mình nhớ là chia sẻ giúp em là trên một lần trên Facebook cá nhân và các và còn lại vào các hội nhóm dùm em nha cả nhà. Các chị lựa các nhóm và các group nó có đông người theo dõi cả nhà để mà mình chia sẻ nó sẽ có hiệu quả, nó tăng view lên được. Chứ hiện tại các chị chia sẻ đang là nó chưa có tăng view lên được đó cả nhà.
Rồi 1247 chốt cho chị Huyền Ngọc, sale 159.000. Mẫu đầm này em dàn cho mình một cái giá sale ưu đãi cho chị nào mà nãy giờ mình chưa săn được quà không đồng, thì với cái giá này cũng rất là rẻ luôn, 159.000 thôi nha cả nhà nha. Đầm trung niên tay lửng 2X, dạ có chị ơi, tí nữa em sẽ lên cho mình nha. Mẫu này các chị ghi cho em nha, 1247 và kèm số điện thoại. Sale luôn trên line này cho mình 159.000. Và em có 4 size ML, XL với 2X, ML, XL với lại 2X các chị, trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg vừa. 1247 chốt chị Mai Phương Nguyễn luôn, sale giá 159.000. Dạ 1336 em còn, tiếng điểm lên sau cho chị nha. Chị Nhung hàng 1247 159.000 dùng đơn, em cảm ơn chị luôn. Rồi chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha, đây là cái giá ưu đãi cho các chị mình luôn. Nãy chị nào chưa săn được đầm không đồng thì cái đầm này em sale luôn 159, thay vì bình thường em bán đó là 299.000. 299.000 bây giờ em sale luôn 159.000 cho các chị mình luôn nha. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền luôn giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng nha. 1247 và kèm số điện thoại nè, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ mình tiếp tục chia sẻ đi cả nhà, nhớ là mình chia sẻ hiệu quả là làm sao để tăng được cái view lên cả nhà. Nhưng là bây giờ chia sẻ nhiều nhưng mà view nó chưa tăng lắm, thì các chị giúp em nha cả nhà, chia sẻ vào các hội nhóm và cái nhóm nào nó có nhiều nhiều người theo dõi để tăng giúp em cái view lên một chút xíu nữa đi. Rồi em sẽ tiếp tục quay nước tặng đồng không đồng cho cả nhà mình nữa nha. Rồi bây giờ đầm này của em 1247 nè, 1247 nè, đầm này em chốt luôn cho mình đây, 159.000 đồng, 159.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nha cả nhà, 40kg đến 65kg là vừa, 40kg đến 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng xứng giùm em DA1247 và kèm số điện thoại nha. 1247 và kèm số điện thoại, sale luôn trên live, giá chỉ có 159.000. 159.000 à. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em 1247 và kèm số điện thoại nha. Bây giờ cả nhà ơi, mình giúp em một xíu để cả nhà chia sẻ làm sao mà lên. Bây giờ chạm mốc 50 lượt chia sẻ thôi. Bây giờ chạm mốc 50 lượt, ok, chạm mốc 50 view trước đi, hiện tại view ít quá, chia sẻ nhiều mà view ít quá. Bây giờ các chị chia sẻ cho em là lên 50 view trước đi, em bắt đầu quay lướt không đồng nữa nha cả nhà nha. Rồi bây giờ nè, 1247 nè, em chốt luôn 159.000. 159.000 mẫu đầm, chị nào ưng đặt hàng cho em 1247 nha. Rồi trong thời gian này em sẽ lên đầm tặng đầm giá không tặng đầm giá 99.000 cho nhà mình nha. 99.000 lên sàn cho các chị mình luôn, chờ em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị comment là mã hàng nè và kèm cho em số điện thoại nè để em trừ hàng và trừ size cho các chị mình luôn nha. Rồi và bây giờ tiếp theo, một cái mẫu đầm này với giá là 99.000 nè, rất là đẹp luôn. Rồi chờ em một chút xíu nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị comment cho em là mã số sản phẩm với số điện thoại liền cho em nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ đầm này nha, em sẽ tặng cho các chị mình nè, với giá chỉ có là 99.000 đồng. Mã này các chị ghi cho em nha, 1332. Rồi sale luôn với giá là 99.000 thôi, quá rẻ luôn. 1332, 99k mẫu này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em nha, 99.000 thôi, 1332. Với đầm 99k thì áp dụng chia sẻ 3 lần, đầm không đồng áp dụng chia sẻ 10 lần nha cả nhà nha. Rồi quá đẹp luôn. Phía đằng sau là các chị nó có sẽ tà cho mình ha. Đầm này của em với mã sản phẩm là DA1332, em sale ngày hôm nay cho nhà mình luôn. Chỉ có giá là 99.000. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền, vải này là vải phi tuyết nha các chị, chất rất là đẹp luôn. Đó, mặc đi tiệc, mặc đi chơi đều đẹp. Các chị thấy cái vải nó ống ống lên không? Rất là sang. Và nó có co giãn nha, eo 72 đến 74 ha cả nhà, mình mặc vừa luôn. Cái này em sale luôn cho mình nha, tặng cho mình với giá là 99.000. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nha, 1332 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1332 và kèm số điện thoại nè, em sale cho mình luôn với giá là 99.000 đồng. Ưng mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha cả nhà ơi, mỗi chị mình cùng góp sức chia sẻ like nha cả nhà, để tăng view lên xíu là em quay lướt không đồng cho các chị. Không đồng là phụ thuộc vào các chị mình đó, thật sự luôn, xanh đầm không đồng nó dễ lắm cả nhà ơi. Rồi 1332 chị Kiều Thanh chốt nè. À chị Kiều Thanh ơi, cho em thêm số điện thoại của mình nữa nha. Mẫu này em sale luôn cho mình là 99.000 đồng thôi, mã này là 1332. 1332 và kèm số điện thoại cho em nào cả nhà. 1332 cho chị Ngọc Ly, 1332 cho chị Cẩm Tú, sale giá 99.000. Có chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng liền cho em nào. 1332 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi, tiếp tục nè. Tiếp tục lên đầm 99.000 nữa nè.
Tiếp tục em lên đầm 99.000 nữa nào. Hôm nay rất là nhiều đầm sale sốc nha cả nhà. Và chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chừa hàng và chừa size luôn. Đợt này là sale nhiều lắm luôn á cả nhà ơi. Toàn đầm đẹp, đầm siêu phẩm không à. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm một cái mẫu đầm này. Hôm nay các chị mua cái đầm này mình còn không những được sale rẻ mà mình còn được có quà nữa. Đợi em vài giây nha. Rồi các chị ơi, hôm nay nha cả nhà, các chị mình mua cái em đầm này đi. Em tặng thêm cho mình luôn là cái dây nịt luôn. Em tặng thêm cho mình cái dây nịt này luôn. Mã này các chị ghi cho em nha, 1369 nha cả nhà, 1369 và kèm số điện thoại cho em nha, 1369 và kèm số điện thoại. Đầm này em sẽ sale tặng cho mình với giá là 99.000, 99.000 mẫu này thôi. Và em sẽ tặng kèm thêm cho mình cái dây nịt này luôn. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt hàng cho em nào. DA1369 và kèm số điện thoại với giá là 99.000 đồng, điểm ghim cho mình luôn, 1369, 99.000. Nhớ là chia sẻ like dùm em nha, chia sẻ like dùm em 1369 chút luôn cho mình với giá là 99.000 đây. Với mẫu đầm này thì á, nó sẽ có phối nguyên một dàn nút đẹp rất là xịn ở trên đằng chẳng trước này. Và em phối thêm cho mình, em tặng thêm cho mình cái nịt này nữa nha. Đầm này sẽ có túi cho mình một bên nè. Rồi em sẽ tặng mẫu này cho mình là 99.000. Mã này là 1369, cả nhà cứ lên đơn đi, em còn hàng cho các chị mình nha. 1369, 1369 này. Còn cho mình size M và size L. Ồ còn 2 size nha cả nhà, 1369 còn 2 size nha. Size M với size L chốt đơn luôn trên like giá 99.000. Đây nè các chị em lấy hàng cho mình xem. Mặt like làm sao làm giao hàng y chang vậy hết hả cả nhà ơi. Rồi tặng thêm cái nịt này luôn, tặng thêm cái nịt này luôn nha cả nhà. Còn 2 size M và L tương đương với 40kg, tầm 55-57kg mà vừa, 57kg vẫn vừa nha. Tặng luôn dây nịt cho mình luôn. Đầm này chốt luôn cho mình là 99.000 nha, 99.000. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, 99.000 hôm nay. Mã 1369 và kèm số điện thoại cho em nha, 99.000. Rồi các chị ơi chia sẻ nhiệt tình lên giúp em nha. Lên 50 view đi rồi bắt đầu tiếp tục mình quay lớp tặng không đồng tiếp nha. Mẫu đang mặc đây các chị ghi cho em nè, DA1369. 1369 mẫu đầm này em sale luôn trên line để cho cả nhà mình nha. Chỉ có giá là 99.000 đồng, 99.000 đồng mẫu đầm này, 1369 và kèm số điện thoại liền cho em nha cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn các chị, nè có túi cho mình một bên, phía trước có phối với mình một dàn nút cho mình. Và dây nịt này thì em tặng thêm cho các chị mình luôn. Chỉ có 99.000, các chị ghi cho em nha, 1369 và kèm số điện thoại nha. 1369 kèm số điện thoại, vải KT và có họa tiết sọc caro cho các chị mình nha. 99.000 mã 1369, lên đơn hàng liền luôn cho em nè cả nhà ơi. 1369 chốt đơn luôn 99.000 nha, quá rẻ quá sốc luôn. Rồi và bây giờ để em lên tiếp cho mình một cái đầm khác nữa nè, đợi em vài giây nha. Em lên cho mình cái đầm ren tím này nè, 1250. 1250 này là em còn ít nha, hôm nay em sale xả cho cả nhà mình luôn. Rồi chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em liền nha các chị nha. Rồi mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo nha cả nhà, em lên cho mình em đầm này. Đây, 1250. 1250, đây, cái đệm đang mặc cái này là size L nên nó hơi rộng ấy nha cả nhà. 1250 này em sẽ xả kho luôn cho các chị mình đây. 1250 em còn cho mình đó là đủ size luôn nha cả nhà, đủ size luôn nhưng mà tình hình là à không đủ size đâu, size ít đã lỡm hết rồi. 1250 này em còn cho mình đó là size M còn một cái, còn lại là 19 cái size L và còn lại là 3 cái size 2X cuối cùng thôi. Rồi các chị ơi chốt nhanh luôn nha, với mẫu này em chốt luôn nè, 159.000 thôi, xả hàng nhanh luôn. 159.000 mẫu này, mã các chị ghi cho em là 1250. 1250 và kèm số điện thoại sale giá 159.000. 159.000 mẫu này nha, quá rẻ, cái này em xả hàng nhanh luôn nha. Em đang mặc size L nên nó hơi rộng nha các chị. Có túi hai bên luôn, trời ơi cái đầm đẹp chưa nè các chị.
mà sale hôm nay cho nhà mình chỉ có giá là 159.000. 159.000 đồng mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này nha, để em chịu hàng chịu size DA1250 và kèm số điện thoại cho em luôn. Hết XL chị, mình sang 2X đi chị, 2X còn 3 cái chị xin Trần ơi. Rồi màu đen, có màu đen kiểu mà tay ngắn chị ơi, đợi em xíu nha, tí nữa mặc luôn. Rồi các chị ơi, 1250 nha, quá đẹp luôn, chốt luôn, có 159 nè, em xả nhanh nha. Chị nào mình thích mẫu này đặt sớm giùm em. Có túi hai bên nè, tay lỡ cho mình nè, bên trong là có lớp lót thun cô tông cho mình nè. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chịu size nè. DA1250 và kèm số điện thoại cho em luôn. Rồi em đang thấy các chị đã chia sẻ lên 50 mấy rồi, 51 lượt nha, 51 view rồi nè, các chị ơi nhớ tiếp tục chia sẻ like. Tăng view càng cao thì em lên đồng không đồng càng nhiều nha. Bây giờ là các chị tí nữa là sẽ có tặng đồng không đồng tiếp theo nha. Các chị chia sẻ quá nhiệt tình nè. Nhớ là mình tiếp tục chia sẻ thật là nhiều dùm em nha. Tại vì đồng không đồng nhiều hay ít là phụ thuộc vào các chị mình hết đó. Rồi, bây giờ các chị ơi, 1250 em đang mặc sale giá 159.000. 159.000 mẫu này nha cả nhà, có túi hai bên và bên trong là có kèm lớp lót thun cô tông cho các chị mình luôn. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em DA1250 và kèm số điện thoại cho em nha. Các chị ơi tiếp tục đi cả nhà, tiếp tục tăng tốc mình chia sẻ like giùm em. Tí nữa lên chạm mốc làm, tí nữa mình chạm mốc lên là 70 view trước đi, 70 view là tiếp tục quay đầm không đồng tiếp nha cả nhà nha. Bây giờ là đợi em xíu, em lên cái đầm ren đen xong đi rồi em lên chương trình tặng đầm không đồng cho các chị mình nha. Rồi nãy có chị hỏi em cái đầm này nó có màu đen không, em có luôn á chị ơi, đây màu đen 1344 rất là đẹp nè. Chờ em một xíu nha cả nhà, tiếp tục chia sẻ nha, tí nữa view lên 70 đi, mình tiếp tục lại thêm một đầm không đồng. Nói chung view càng cao là càng nhiều đồng không đồng đối với các chị mình luôn. Dạ 1250 62kg mình mặc được size 2X chị xin Trần ơi. Rồi mẫu đầm này nha, mẫu đầm này các chị ghi cho em là 1344 nè. 1344 để em kiểm tra thử số lượng xem sao nha. 1344. Rồi mẫu này là, mẫu này em có cho mình đó là ML, size M, size L. À, còn đúng hai size luôn, size M với size L cả nhà ơi. Còn đúng hai size thôi, size M với size L. Rồi em chốt cho mình luôn nè, 159.000. Mã này là 1344 nè. 1344 nè, chị nào ưng đặt mình đặt hàng luôn cho em nha. 159.000 mẫu này. À 1344 chị có rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị Cẩm Hương nè. Đó, nếu mà chị nào mà thích cái đầm ren màu đen thì đừng bỏ qua em đầm này nha cả nhà ơi. Và hiện tại em chỉ còn có hai size thôi, size M với size L. Và em chốt ngày hôm nay cho mình luôn 159.000 nha. 159.000 mẫu này, mã sản phẩm mình ghi cho em là DA1344. 1344 và kèm số điện thoại cho em luôn. Rồi xong chưa cả nhà, lên đơn hàng liền luôn giùm em nha. Lên đơn hàng liền luôn giùm em ngay bây giờ nè, để em chửi hàng và chửi size 1344 và kèm số điện thoại nào, chốt đơn luôn trên like, giá chỉ có 159.000 đồng. 159.000 đồng mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em 1344 và kèm số điện thoại cho em luôn. Nhanh tay nào cả nhà, giá chỉ có 159.000, vậy đẹp quá mà không có size 2X hả chị. Vậy mình lấy cái màu tím đi chị ơi, màu tím còn size của mình đó, màu tím em còn 3 cái kìa, mình đặt nhanh luôn, chung thôi nó hết đó chị. Tím này còn 3 cái 2X, 1250. Rồi chị xuyến Trần một cái nè, vậy là tím này còn 2 cái 2X nữa nè. 1250 này còn 2 cái 2X, còn lại là chị là size M còn một cái, còn lại là size L đó nha cả nhà. 1250 tím. Còn cái đen này là 1344 nè. 1344 thì còn M với size L. Đồng giá luôn sale là 159.000. 159.000 mẫu này nha. Chị nào bên ưng ý mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em. Nghe bây giờ nè, để chịu hàng chịu size luôn. 159.000 siêu rẻ luôn các chị ơi. Siêu rẻ luôn, chị nào mình lấy mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nha, 159.000 mà thôi. Rồi giá siêu yêu thương luôn, ai lấy mẫu nào thì các chị nhớ đặt liền luôn giùm em. Ngay bây giờ nha, để em chịu hàng và chịu size luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi. Bây giờ nha, em sẽ lên chương trình tặng đầm không đồng cho các chị mình ở đây. Rồi, chờ em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị nhớ đặt hàng liền luôn giùm em. Ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chịu size nha. Rồi mẫu tiếp theo, mẫu tiếp theo em tặng cho các chị mình đây. Chờ em một chút xíu nè, đầm rất đẹp nha. Rồi em sẽ lên chương trình tặng luôn.
cái đoạn này cho cả nhà. Nhớ là mình phải có chia sẻ like nha cả nhà. Rồi bây giờ là cả nhà mình ghi cho em 0 đồng kèm 4 số đuôi nha, với lại là chia sẻ 10 lần, một lần trên Facebook cá nhân, và còn lại các lần còn lại chia sẻ vào các hội nhóm khác nhau nha cả nhà. Lưu giúp em là mỗi nơi mình chia sẻ một lần thôi. Các chị mà chia sẻ nhiều lần ở một hội nhóm là người ta cũng không có cho nữa, nên là các chị mình chia sẻ mỗi hội nhóm một lần thôi nha cả nhà. Lưu giúp em nha cả nhà ơi. Rồi, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Đồng này em sẽ tặng cho mình giá 0 đồng nè. Rồi, đầm này em sẽ tặng cho mình giá 0 đồng. Cả nhà cứ comment đi nha, tí nữa em quay nha. Rồi. Cả nhà cứ chia sẻ thật là nhiều vô cả nhà ơi. Tại vì em thấy hiện tại là các chị chia sẻ nhưng mà cái view nó chưa có tăng lên được nhiều các chị ơi. Không biết là các chị chia sẻ ở đâu vậy. Các chị nhớ là mình lựa những cái hội nhóm đông đông á, để mà mình chia sẻ giúp em, cho view nó cao cao lên xíu nha cả nhà. Rồi bây giờ các chị ơi, với mẫu này nha các chị, em sẽ tặng cho mình giá 0 đồng. Mẫu này hiện tại là điểm kiểm tra số lượng còn size gì nha cả nhà. 1355. Rồi các chị ơi, còn đúng một size luôn rồi. Đúng một size duy nhất luôn rồi các chị ơi, size M cả nhà ơi. Tiếc quá. Trời ơi, cái đầm đẹp như vậy còn đúng một size duy nhất các chị ơi, size M. Size M nha cả nhà ơi, có chị nào vừa size M không là cả nhà. Giờ không vừa mình đặt đi, biết đâu chúng mình tặng nhà mình, không vừa mình tặng người thân mình, mình tặng người thân mình, bạn bè mình cũng được các chị ơi. Cái đầm này đẹp quá trường đẹp mà em tiếc ghê luôn á. Nó chỉ còn đúng một size duy nhất, size M cả nhà. Thôi kệ, em tặng luôn nha. 0 đồng em sẽ tặng cho các chị mình đây. Rồi bây giờ các chị chia sẻ 10 lần giúp em nha, một lần trên hội nhóm và 9 lần còn lại, một lần trên Facebook cá nhân và 9 lần còn lại vào các hội nhóm giùm em. Đầm này em sẽ tặng cho mình với giá 0 đồng luôn nha. Rồi có túi cho mình nè, ở đây phối nút ngọc cho mình. Rồi cái này là em còn size M thôi nha cả nhà. Còn size M thôi, Lưu giúp em size L, XL, 2X em hết rồi. Size L, XL, 2X em hết rồi. Chỉ còn size M, duy nhất size M, eo nó tầm 72 trở xuống vừa nha. Eo 72 trở xuống vừa rồi. Tặng giá 0 đồng này cả nhà. Chia sẻ chưa cả nhà ơi? Comment thật là nhiều vô nha cả nhà. Chia sẻ thật là nhiều giùm em nha. Rồi 0 đồng kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi với mẫu này hiện tại là các chị ơi, em sẽ tặng với mẫu này, em sẽ tặng cho với hôm nay các chị ơi, comment mình ít quá. Bây giờ tạm thời bây giờ mẫu này em sẽ tặng cho một chị trước nha. Em sẽ tặng cho một chị trước đi, đợi mọi người chia sẻ đông đông thêm một chút xíu nữa đi các chị ơi. Rồi bây giờ nha cả nhà, em sẽ tặng cho một chị trước nè. Rồi chị Trần Dương 7115. Ủa chị Trần Dương có chưa ta? Cho em xíu nha, em kiểm tra chị Trần Dương có chưa. Các chị nào có được tặng đầm rồi thì mình khỏi comment nữa nha. Chị Trần Dương có rồi chị ơi, 17115 có rồi. Không được tính nữa nha chị ơi. Hôm qua em cũng có nói đó là mỗi chị được trúng một đầm không đồng và sẽ có cái thời hạn này là trong vòng 1 tháng. Sau 1 tháng này thì sẽ bắt đầu tính lại trở lại bình thường. Đối với những chị được trúng rồi thì qua 1 tháng sẽ được tính lại nha cả nhà. Lưu giúp em chị nào trúng rồi thì không được tính nữa, thông cảm giùm em nha. Mỗi chị chỉ được một phần thôi cả nhà, tại vì em cũng mong muốn là cái phần quà tặng này sẽ dành cho hết tất cả mọi người á. Rồi bây giờ các chị ơi, comment ít quá làm sao quay đây cả nhà, sao quay đây. Bây giờ em tặng trước cho một chị thôi nha, đợi mọi người chia sẻ thật là nhiều lên nữa đi, rồi tí nữa mình lên chương trình không đồng tiếp theo. Ủa sao lại chị Trần Dương nữa rồi nè. Rồi chờ em xíu nha, chị Trần Dương là có quà ngày hôm qua rồi nên là hôm nay là sẽ thông cảm giúp em là sẽ bỏ qua đơn hàng của mình nha. Ủa trời ơi, phải công nhận luôn chị Trần Dương, chị may mắn ghê, nãy giờ em quay lúc của chị không, hay là do là comment ít quá nè cả nhà ơi. Phải comment nhiều nhiều lên, phải comment nhiều nhiều lên nha cả nhà ơi. Chị Trần Nha chưa có chia sẻ luôn, rồi em quay lại nha. Chị Lê Hồng 7071, chị Lê Hồng 7071 nha, chúc mừng chị Lê Hồng luôn. 7071 1355 0 đồng. 7071
7071. Cả nhà thấy đó, trúng đồng không đồng nó dễ lắm cả nhà ơi. Có những chị mà trúng rồi mà hôm nay quay lớp vẫn bị vẫn vô cái tên của các chị, là các chị thấy cái xác suất mình trúng nó rất là dễ dàng luôn. Thì các chị mình nhớ là chia sẻ thật là nhiều nha. À, và mình nếu mà chị nào trúng rồi thì sẽ không được tính, nhưng mà các chị mình đợi em một tháng nữa là sẽ vòng lại quay lớp lại từ đầu các cả nhà. Rồi, bây giờ nha cả nhà ơi, mẫu này của em nha, bây giờ giá bán nãy giờ em thấy các chị hỏi mẫu này giá bán rất là nhiều. 1355. Em sale luôn cho mình để mà giá này là em báo giá sale luôn cho các chị mình đi ha. Nếu như chị nào chưa trúng được đồng không đồng, em chốt luôn 129.000 mẫu này thôi. 129.000 thôi, cái này em sale xả luôn 129. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em 1355 kèm số điện thoại nha. Rồi chị nào được trúng đồng không đồng tí nữa mình xem còn mẫu nào để mình gộp thêm cho em nha cả nhà, em giao cùng một lượt nha cả nhà nha. Mẫu này các chị ghi cho em là 1355 129.000, 129.000 mẫu này. 129.000 thôi, mã này là 1355 và kèm số điện thoại cho em nha. Ở đây phối cho mình nút nè, tay phối với cái chất này. Ở phần đây nó có bao chuông cho mình ha. Rồi, bên trong có lớp lót thun cô tông. 2X cái này em hết rồi chị. Nếu mà 2X em có cái màu này nè. Cái này là 299.000 nè chị ơi. Đây nè. Đó các chị thấy đó, đầm này nè, hai cái này là giống nhau. Và đầm này là 299.000 như giá bình thường em bán đây các chị ơi. Đầm này cũng vậy, bình thường sẽ 299.000, nhưng mà hôm nay là quay lướt, thứ nhất là tặng đồng không đồng rồi, thứ hai là nó có, em sẽ dành cho mình là cái giá là coi như là giải khuyến khích đó các chị, cho chị nào không chốt được đồng không đồng. Thì cái đầm này mình chốt được 129 chứ bình thường là bán 299 không á. Đây các chị nào 1354 màu cũ về nè, sale giá là 299.000. 1354 sale giá 299.000 đây. 299.000 mẫu này nè, chị nào mà thích mẫu này thì cứ lên đơn, cái này đủ size. 1354 sale giá 299k nha. 299 nha. Rồi còn cái đầm này các chị ơi, với lại do cũng còn có một size cuối thôi nên là em sale luôn cho mình tặng luôn giá 129, lỗ vốn luôn cả nhà. Rồi, nhanh tay đặt hàng sớm giùm em nhé. Chị Stone Lotus, em chốt cho chị 1355 luôn. Rồi, hôm qua là chị cũng được trúng đầm không đồng nè. Đó, nếu mà chị nào mà mình á có thời gian mình cứ theo dõi like của em xuyên suốt đi. Em tổ chức rất là nhiều chương trình sale cho cả nhà mình luôn. Và đầm này của em, mã sản phẩm này là DA1355. Em chốt luôn cho mình nha, 129.000. Em chỉ còn cho mình size M thôi. Và eo của mình là 72 chữ xuống mặt vừa nha. 129.000 mẫu này, mã sản phẩm các chị ghi cho em 1355. Hai lớp nha các chị, bên trong là lớp lót thun cô tông nè, phải mặc cực kỳ là mát luôn. 129.000 quá rẻ, may mắn cho chị nào vừa size này nha. Mình chốt luôn đi cả nhà, chứ bình thường em bán là 299.000 đó. 1355 nha cả nhà, lên đơn liền luôn dùm em nha. Rồi tiếp tục nè, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị đặt sẵn dùm em ngay bây giờ luôn nè, để em chừa hàng và chừa size cho cả nhà mình nha. Rồi và bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một cái đầm tiếp theo sale rẻ cho cả nhà mình ở đây. Đợi em vài giây nha. Rồi mẫu tiếp theo. Đây nha cả nhà, đầm này em xả hàng luôn. Các chị ơi, hôm nay đến với shop em là các chị khỏi cần lo về giá luôn nha cả nhà. Rất nhiều đầm đẹp và rất nhiều đầm rẻ cho cả nhà mình luôn. Ở đây em có mã này là 1329 nè. Rồi em sale tặng cho cả nhà mình luôn. Các chị nè, 129.000 cái mẫu này thôi đó. Mã này là DA1329 nè. Quá rẻ luôn nha, xả luôn 129.000. 129.000 mẫu này, chị nào mình ưng đặt hàng luôn cho em ngay bây giờ nè. Làm mã số với số điện thoại luôn, chất bao đẹp luôn các chị nè. Trời ơi, xuất sắc luôn, có túi hai bên, vải mềm chất êm mặt mát và có co giãn. Phía trước em phối cho mình nút ngọc nè cả nhà, viền đá xung quanh luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nhé, 1329 và kèm số điện thoại cho em nè. 1329 và kèm số điện thoại, sale luôn trên live giá chỉ có là 129.000 đồng. 129.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha cả nhà ơi, đầm quá rẻ luôn, cả nhà hàng bao chất lượng cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em nha. 1329 và kèm số điện thoại luôn nào cả nhà ơi.
Chốt ngày hôm nay cho mình luôn với giá là 129.000 đồng. Có túi cho mình, vải mềm, chất êm và mặc rất là mát nha. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền luôn, sale quá sốc, 129.000 mà thôi. 129.000 đồng mẫu đầm này thôi. Mã sản phẩm là DA1329. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này này để em chuyển hàng. Cả nhà mình cố gắng chia sẻ thật là nhiều lên cả nhà ơi, tại vì hiện tại lượt chia sẻ các chị mình chia sẻ hơi ít nè, đó nó chưa có tăng view lên được đó cả nhà. Rồi mẫu đầm này các chị mình ghi cho em nha, 1329, em trước sau luôn trên like này cho cả nhà mình đây, chỉ còn có giá là 129.000 đồng mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng và chưa sai luôn. 1329 và kèm điện thoại cho em nào, nhanh tay nha cả nhà ơi. 129.000 rồi, em dành ra cho mình thêm 30 giây nữa để chốt được giá này nha. Lưu giúp em đã tắt like rồi, cái đầm này các chị là mua giá khác, không được sale giá 129 nữa đâu. Những cái giá, những cái mẫu đầm mà ở trên like này mình đang đều được sale một cái giá cực rẻ luôn rồi cả nhà ơi. Nhưng mà nếu một khi đã tắt like, các chị đặt lại không được chốt giá này nữa mà chốt với giá bình thường. Ví dụ như em đầm này các chị chốt giá bình thường hiện tại đang là 249.000 đồng. Còn các chị đặt bây giờ sẽ được chốt là 129.000 đồng nha. Đây là cái giá em sale lỗ, không lời chị xíu nào hết trơn, em sale là lấy tương tác thôi. Đây là các chị tận dụng cái cơ hội này, các chị đặt liền nha. 1329 kèm số điện thoại cho em là 129.000 đồng. Giá sale chỉ có 129.000 đồng thôi nha cả nhà. Chị nào mới lấy mẫu này lên đơn sớm giùm em. 1329 và kèm số điện thoại, có túi hai bên. Vải lụa mango mặc êm và mặc rất là mát luôn. Chia sẻ like giúp em ngay bây giờ nha. 1329 và kèm số điện thoại 129.000 đồng. Có 129.000 đồng mẫu đầm này thôi nha, quá rẻ luôn cả nhà. Bây giờ nè, để em thay đổi không khí, em lên một cái đầm cao cấp nha. Đầm hoa theo, à cái đầm này chưa có ủi nha, để em lấy cái đầm có ủi rồi cho các chị mặc cho cả nhà xem. Đợt này rất là nhiều đầm đẹp luôn nha cả nhà, chia sẻ like dùm em luôn, trên tường nhiều và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em nha. Rồi đợi em một chút xíu nha. Đây mặc cái đầm này đi, đầm này ủi rồi nè. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em nha cả nhà. Hôm nay các chị ơi đừng bỏ sót một cái mẫu nào hết, đợt này là sale nhiều lắm luôn đó nha cả nhà. Và bây giờ em lên mẫu tiếp theo nha. Em lên mẫu đầm tiếp theo cho các chị mình đây. Đây các chị ơi, em lên cho mình mẫu đầm này nha. Mẫu đầm này là DA1417 nè. Mẫu đầm này là DA1417 nè. Trời ơi đẹp dã man luôn. Cái đầm xịn sò, đây là đầm hoa theo cao cấp nha cả nhà. Thì cái này nó sẽ có hai màu. Một cái màu mà hoa theo màu đỏ kia là DA1316 nha. Rồi đây các chị ơi, cái này là DA1316 nè. Rồi các chị mà mình lấy mẫu này các chị đặt cho em 1316 và kèm số điện thoại nha. Hoa đỏ 1316. Còn cái mẫu mà hai xanh em đang mặc đây là 1317, có hai màu cho mình lựa chọn. Và hai cái mẫu này giá gốc nó 650. Bây giờ các chị nè. Em chốt sale. Đầm này có hai ít thôi mà chị, mình đợi em một chút xíu nha. Có luôn chị ơi, vẫn còn nha chị, còn vài cái nữa. Cái này em còn 6 cái. Còn 6 cái hai ít nữa nha. Lưu giúp em mẫu này nè, còn hai cái size L thôi. Hai cái size L, 5 cái XL và 6 cái 2X cuối cùng nha. Nên là nếu mà chị nào đã ưng mẫu này rồi thì chốt đơn liền luôn chứ đừng chậm trễ là hết á. Cái đầm kia nó cũng còn 3 size L, XL, 2X nhưng mà ít luôn cả nhà, mỗi size còn mấy cái luôn, đẹp lắm luôn cả nhà, xịn sò. Bây giờ cái hoa màu xanh, hoa theo xanh này là 1417. Còn cái hoa theo màu đỏ đỏ kia là 1416, đồng giá là 299.000 đồng. 299.000 đồng. Em ghim giá thì em ghim giá cái mẫu em mặc nha cả nhà. Còn mẫu em treo thì em sẽ đọc mã cho các chị mình nha. Rồi, hoa đỏ, nếu chị nào lấy hoa đỏ các chị ghi cho em là DA1416 nha. 1416 là hoa theo có hoa màu đỏ nè. Còn màu xanh này là 1417 nha. Hai mẫu này đồng giá luôn là 299.000 đồng. 299.000, 70 kg thì không vừa các chị, đầm này tầm 65 kg giảm xuống vừa nha.
có túi hai bên cho các chị mình luôn, và bên trong là có lớp lót thun cô tông cho các chị mình nữa nha. Chốt sale luôn trên like giá là 299.000 đồng. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em nè, ngay bây giờ để em chuyển hàng chuyển size, chia sẻ like giùm em luôn nha, trên tường nhà nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em liền nha. Đầm này chốt luôn với giá chỉ có 299, một cái đầm hoa thêu cao cấp nha cả nhà, hoa thêu nè, xịn sò luôn, đầm liền nha các chị ơi. Cái đầm này các chị, em đảm bảo các chị mà mặc là đi tới đâu người ta khen, khen tới đó liền, đầm xịn luôn, form chuẩn và che bụng cực kỳ là tốt cho các chị mình nha. Và hàng hoa thêu cả nhà để ý đi, nó rất là hiếm, thực sự rất rất là hiếm luôn cả nhà. Giờ em chỉ nói về hoa thêu đúng duy nhất hai mẫu này, không còn mẫu nào khác. Đợt hàng sắp tới không có lấy một cái đầm hoa thêu nữa. Thì các chị ơi, nếu đã ưng rồi các chị lên đơn luôn, chứ đừng đợi đến ngày mai mốt mình đặt hàng. Lúc đó nó hết cái size của mình, hết cái đầm mình yêu thích thì tiếc lắm luôn cả nhà ơi. 1417 hoa màu xanh, 1416 hoa màu đỏ, đồng giá luôn 299, 650 sale còn 299 ngàn nha. 650 sale còn 299 ngàn đồng. Chị nào mình lấy mẫu này đặt sớm giùm em, DA1417 và kèm số điện thoại cho em nè. 1417 sale giá là 299 ngàn đồng. Lên đơn hàng liền cho em ngay bây giờ nha, để em chốt sale luôn cho mình nè. Rồi ok này, chị Thanh Lan chốt cho chị luôn, chị Ngọc Châu em chốt đơn hàng cho chị luôn. 1417 và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà ơi. 1329 ok, chị Hồng Nam lên đơn hàng cho chị nha. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, ai lấy mẫu này thì các chị comment liền cho em nha. Đầm rất là đẹp, chất cực kỳ mát và có túi hai bên. Bên trong là có lớp lót thun cô tông cho mình nữa ha. Đầm này ngày hôm nay em sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 299 ngàn đồng. 299 ngàn đồng mẫu này nha cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, các chị comment liền luôn giùm em nè, ngay bây giờ nha, để em chịu hàng và chịu sai luôn. Hôm nay em chốt sale luôn trên like này cho cả nhà mình luôn nha, với giá chỉ có là 299 ngàn đồng mẫu này. 299 ngàn đồng mẫu đầm này, ưng mẫu này thì các chị đặt sớm giùm em nè, ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn 299. Vải chiếc phô rất là mềm, mặc cực kỳ là mát luôn, có túi hai bên cho cả nhà mình nữa nha. Sale luôn trên like giá 299, 1417 hoa thêu màu xanh, 1416 hoa thêu màu đỏ, đồng giá luôn là 299 ngàn đồng. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng liền luôn giùm em, ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nè. Ai lấy mẫu nào các chị đặt sớm giùm em, ngay bây giờ nha, để em chịu hàng cho mình. Chia sẻ like giùm em luôn nha cả nhà ơi. Rồi đầm tiếp theo, đầm tiếp theo em lên cho mình đây, một cái mẫu đầm dung lạnh nha, rất đẹp luôn nè, lên sale cho cả nhà mình luôn. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn sớm nha các chị. Trời ơi, đầm này độ co giãn siêu siêu tốt luôn, các chị mặc thoải mái luôn nha. Đây này cả nhà ơi, mình nhìn giúp em mẫu đầm này, DA1357 nha cả nhà. Trời ơi, có giãn nhiều như vậy thì còn lo gì nữa đúng không chị? Này là không sợ tăng ký, tăng nhiều ký cũng được hết trơn, mặc cũng vừa hết trơn cả nhà ơi. Đầm này có giãn quá chừng là nhiều luôn. Rồi đầm này mã 1357 nha. Rồi hôm nay em sale luôn nè các chị. Cái này có giãn nhiều nên là cái khoảng size nó sẽ rộng nha. Ai à, các chị tầm khoảng là 40 kg đến, à cái này nó còn hai cái 2x nữa này các chị. Vậy là nếu mà 2x là 70 kg, 75 kg vẫn vừa nha, 70-75 kg vẫn vừa cái 2x đó. Còn lại bây giờ tập trung chủ yếu là còn size M với size L á, thì tầm khoảng là 65 kg trở xuống vẫn vừa, 60 hoặc 65 kg trở xuống vẫn vừa cho em mẫu này nha. Rồi em chốt luôn cho mình mã này là 1357 nè, chốt luôn còn có là 179 ngàn đồng. 179 ngàn đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1357. Chị nào mình lấy đặt hàng cho em nha, 179 ngàn mà thôi, 179 ngàn em xem xả luôn các chị. Đầm nhung là nói về nhung là hàng xịn, hàng cao cấp rồi đó. Và nhung này là nhung lạnh nữa nha cả nhà, chứ không phải nhung thường đâu. Các chị mặc nó mát lắm luôn á nha, mà mặc thoải mái nè, không nhăn nhầu và có co giãn nữa. Hôm nay sale luôn cho mình, chỉ còn có 179 ngàn. Túi cho mình phía bên tay phải nha cả nhà ha, độ co giãn rất là tốt.
Rồi sale luôn trên line 179.000 đồng. Các chị ghi cho em mã này là 1357 và kèm số điện thoại cho em nha. 1357 và kèm số điện thoại, sale giá là 179.000 đồng. Ưng mẫu này khác chị lên đơn hàng cho em nào. Nhanh tay lên cả nhà ơi, 1357 và kèm số điện thoại cho em. Cái phần cổ là cổ lục giác ấy, và đây nó xoắn, cái chị nó xoắn ngay phía trước nè. Rồi nha cả nhà, chị nào thích kín hơn đính chị lại được hết. Ai thích mặt kín đính chị lại cho em, tùy chỉnh được theo ý thích của mỗi người nha. Mẫu này short sale luôn còn 179.000 đồng. 179.000 đồng thôi. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn cho em nha. 1357 và kèm số điện thoại cho em nè. 1357 và kèm số điện thoại. Và ngày mai sale luôn trên live, giá chỉ có 179.000. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt luôn nha cả nhà. Nhớ là chia sẻ live giùm em luôn. Ngay bây giờ này, điểm chuyển hàng chuyển sai. Các chị ơi chia sẻ thật là nhiều lên cả nhà. Hiện tại lượt chia sẻ yếu quá các chị ơi. 1357 đầm em đang mặc nha, chốt giá là chỉ có 179.000. Ưng mẫu này thì các chị đặt sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chị sai. Nhanh tay nào cả nhà, vải mềm, chất êm và mặc rất là mát luôn. Độ co giãn thì rất là nhiều nha. Ai thích mẫu này thì các chị lên đơn luôn. Rồi bây giờ này em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt sớm giùm em luôn nha. Mẫu tiếp theo, mẫu tiếp theo nha cả nhà ơi, em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm này. Đợi em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ. Đầm mã với điện thoại đây, đầm sơ mi cả nhà ơi. Em lên cho mình cái đầm sơ mi này đúng đẹp luôn nè. 1367 cả nhà ơi, đi làm, đi tiệc, đi chơi, đi đâu mình cũng có thể mặc được cái đầm này hết. Rồi 1367 ngày mai em sale luôn nha, chỉ còn có giá 199.000 đồng thôi. Mã này là 1367 nha. 1367 em sẽ có cho mình là 4 size MLXL với 2X cho các chị mình luôn. Các chị trong tầm từ 40kg nè đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị comment cho em luôn ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn nè. Nhanh tay nha cả nhà ha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha cả nhà, em chốt đơn luôn. Chỉ còn có giá là 199.000 đồng. Và cả nhà mình nhìn cho em nè, ở đây là phối với nút ngọc cho mình nha. Form chuẩn xịn luôn và che bụng tốt cực kỳ. Có túi hai bên, phía sau là dây khóa kéo nha. Rồi mẫu đầm này ngày em sale luôn 199.000 đồng. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì comment sớm giùm em ngay bây giờ ha. Làm mã số nè và kèm số điện thoại luôn để em chốt đơn. DA1367 và kèm số điện thoại cho em nha. 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này mã 1367. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn. 1367 và kèm số điện thoại, sale giá 199.000. Cái vải này nó mềm mát và nó sẽ có co giãn trong mình, nên là khi các chị mình mặc nó rất là dễ chịu luôn. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt sớm giùm em 1367 và kèm số điện thoại cho em nha. Chốt với giá chỉ có là 199.000 đồng. Rồi nhanh tay nào tại nhà ơi, lên đơn hàng ngay lúc này cho em luôn. Làm mã số sản phẩm nè với số điện thoại cho em để em chốt sale nha. 1367 và kèm số điện thoại cho em nào. Quá đẹp luôn các chị. Đó, form chuẩn luôn nha. Sale với giá chỉ có là 199.000 đồng. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em là ngay bây giờ em chuyển hàng luôn. Nhanh tay nha cả nhà. Các chị ơi đừng quên chia sẻ thật là nhiều giúp shop nha cả nhà ơi. 1367 em sale luôn trên live 199. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì cứ comment cho em luôn ngay bây giờ nha. Comment cho em luôn ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. 1367 và kèm số điện thoại cho em. 1367 sale giá 199.000. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm khác nha, sale luôn. Toàn tập ngày hôm nay giá cực rẻ nha cả nhà. Mẫu tiếp theo em sẽ lên chương trình, đó là sale tặng cho các chị mình với giá là 99.000 đây. Rồi tặng đầm giá 99.000. Tiếp theo em có cho mình cái đầm này. Em có cho mình cái đầm này nha, vải lụa Nhật hàng xịn luôn. Vải lụa Nhật nha, mặc bao mê luôn. Rồi đây là 1328 này cả nhà ơi. Rồi hiện tại là em còn duy nhất size M và eo của nó tầm 71, coi vậy lên tầm 75 nha. Em tặng cho nhà mình ngày hôm nay với giá là chỉ có 99.000 thôi. Mã này các chị ghi cho em là 1328. 1328 và kèm số điện thoại chỉ có giá 99.000 mẫu này nha.
quá rẻ luôn. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em chịu hàng luôn. 1328 chốt giá là có 99.000. Ai nhanh thì có, ai chậm là mất hàng nha. Hiện tại size M này em còn có vài cái cuối mà thôi, chứ không có nhiều. Còn có vài cái cuối thôi, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng. Mình ghi cho em nha, mã này là DA1328. 1328 sale luôn. Ngày hôm nay sale luôn cho nhà mình đây. Chỉ có giá là 99.000 đồng mà thôi. Tranh thủ nha cả nhà mình, chốt sale liền nha. 1328 và kèm xếp thoại chốt giá là 99.000, có túi hai bên luôn. Form đầm này mặc dài qua gối như thế này nè. Ở đây là các chị ơi, nó xoắn ngay phía trước ngực này các chị. Tùy chỉnh luôn, chị nào thích cao thấp mình có thể tùy chỉnh được nha cả nhà ha. 1328 rồi tặng luôn cho mình với giá 99.000 đồng. Nhớ là chia sẻ like và mình lên đơn liền nha các chị, giá sốc luôn tặng cho mình ngày hôm nay. 1329 em còn vài cái cuối nha, chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết nè. 1328 nè, 99.000. Cái chất lụa Nhật này mặc rất là mát luôn. Mã này là 1328 nha cả nhà ơi. 99.000 mẫu này siêu rẻ luôn. Rồi 1329, 1328 ok chị Nguyễn Lan. Rồi eo 80 hả chị, eo 80 mẫu này là không vừa. Mẫu này eo của nó tầm khoảng là 71 đến tầm 75 chị nha. Chị Nguyễn Triều 1328, 1327 ok chị. 1328 chị Trần Thúy nè. Đầm này đẹp lắm cả nhà, nó có co giãn nữa. Và eo tầm 71 đến tầm 75 sẽ vừa. Mình đo giúp em eo là giống ngang cùi chỏ tay giúp em nha. Mẫu này chốt 99.000 luôn. 99.000 mẫu này. Nha tay nha cả nhà. Lên đơn sớm giùm em nè, để em chịu hàng luôn. Quá rẻ luôn, có 99.000 cái đầm này thôi. Rồi chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết nha. 1328 99.000, mỗi sao còn mấy cái cuối. Mỗi sao mấy cái cuối em sale luôn, 99.000. Rồi xong chưa cả nhà? Bây giờ em sẽ lên mẫu đầm khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền luôn giùm em ha. Mẫu đầm tiếp theo. Em lên cho mình đầm Omori. Rồi đợi em vài giây nha. Đây đầm này em cũng sale tặng cho các chị mình luôn. Có chia sẻ là có đơn nha cả nhà ơi. Rồi mẫu này tặng luôn nè cả nhà. 1328 chị Minh Nguyễn ok chị. Rồi mẫu này em sẽ tặng luôn giá 99.000 đây các chị ơi. 1367 hả chị, rồi ok chị Thiêu Hoan Trần nha. Rồi mẫu em đang mặc. Mẫu em đang mặc đây các chị ghi cho em là 1321. Em tặng luôn cho nhà mình với giá là 99.000 nè. 1321 điểm kiểm tra lại số lượng như thế nào rồi nha. Hiện tại mẫu này em có cho mình hai size cuối cùng, đó là XL với lại 2X. Hai size cuối cùng là XL với lại 2X. Rồi em tặng luôn cho nhà mình với giá 99.000 luôn. Các chị ơi nhớ chia sẻ nha, đầm 99K áp dụng cho chị nào có, chia sẻ like luôn nha cả nhà. Áp dụng chị nào có chia sẻ like, em sẽ chốt luôn cho mình với giá là 99.000 đồng. Nhanh tay các chị. Ôi đẹp quá chừng luôn, có sẽ tà hai bên cho cả nhà mình nữa nè. Rồi nó có co giãn rất là nhiều. Ở đây nó xoắn em che bụng rất là tốt. Mã này là 1321. Em chốt luôn 99.000 đồng. Vải này chất ao quay co giãn rất là nhiều, nên là khi các chị mặc thoải mái nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị đặt sớm giùm em DA1321 và kèm số điện thoại cho em nha. 1321 và kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên like, giá là chỉ có 99.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay nào, comment cho em luôn ngay bây giờ là mã số này và kèm cho số điện thoại này để em chốt đơn. Chỉ có giá là 99.000 đồng mà thôi, siêu rẻ luôn nha. Nhanh tay nào cả nhà, ai nhanh là có, ai chậm là mất hàng. Mã này mình ghi cho em 1321 và kèm số điện thoại nha, 99.000 đồng. 1321 L80 ok chị Nguyễn Lan chốt 99.000. Nhớ là chia sẻ like giúp em luôn chị Nguyễn Lan nha. Tại vì đầm 99K sắp sao lỗ rồi cả nhà. Cái này là em chỉ lời mỗi lượt chia sẻ mà thôi. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sử dụng em, nếu có thể thì các chị gộp đơn theo một sản phẩm đứng giao cùng nha cả nhà ơi. Rồi form đầm chuẩn nè, phải mặc mát cực kỳ, coi giãn nhiều lắm luôn. Em sale có 99.000 nè, 1321. 1321 nha. Chị Nguyễn Lan 1321 rồi nè. Ok chị Thanh Châu 1321 nè. Giá em chốt ngày hôm nay cho mình là 99.000 đồng. Rồi chị Ngọc Như có size chị ơi. Hiện tại với mẫu đầm này sẽ có cho mình là hai size cuối cùng, đó là XL với 2X nha. Ai vừa thì mình lên đơn luôn cho em nè, ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Giá em chốt cho mình nha, chỉ có là 99.000 thôi, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn rồi, còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Chỉ có 99.000 mà thôi. Giá siêu yêu thương. Bây giờ nha, em sẽ quay thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. Đợi em một chút xíu ha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt sớm giùm em ạ. Với mẫu đầm tiếp theo này em sẽ lên cho mình cái form là form all body cho các chị mình nữa nè. Độ co giãn rất là nhiều luôn.
Rồi đợi em vài giây nha. 1383. Đầm này em sale luôn. Chất này bao đẹp bao xịn luôn á cả nhà, thật sự luôn. Vải này nó là poly hai da co giãn cực kỳ tốt. Các chị thấy body nhưng mà co giãn nhiều nha. Mã này là 1383 và em sale cho mình ngày hôm nay chỉ có giá là 199.000 mà thôi. 1383 sale giá chỉ có là 199.000 đồng mà thôi. Ai lấy mẫu này các chị đặt luôn cho em nha. Ngay bây giờ em trừ hàng, mã này là 1383. 199.000 đồng. Rồi nhanh tay nào cả nhà, lên đơn sớm giùm em. Sao chị Trần Nha ơi, em đọc không có hiểu. Chị Hoàng Tiếp 1321 em chốt cho chị luôn. Rồi bây giờ đầm này của em nè, 1383. Ngày hôm nay em sale luôn trên line này cho mình nhà mình nha, 199.000 luôn ạ. 199.000 mẫu đạp đầm này. 4 size cho mình lựa chọn luôn, M, L, XL với 2X. Thì các chị chọn tầm từ 40kg đến 65kg vừa. Túi này hai bên em may cho mình là túi thạch luôn. Độ co giãn nhiều lắm cả nhà ơi. Đó, các chị thoải mái không sợ chặt đối với mẫu này đâu nha. Nhiều khi mới cầm ra các chị thì nhìn cái đầm thấy nhỏ nhỏ nhưng không phải đâu. Mặc lên là nó co giãn rất là nhiều. Như thế này đây. Thậm chí ở cái phần eo nó có đường may ngang eo rồi. Mà độ co giãn vẫn rất là tốt như thế này luôn. 1383, nhanh tay nào cả nhà. Em chốt solo 199.000. 199.000 đồng mẫu đầm này nha. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nha, để em chuyển hàng chị size 1383 và kèm số điện thoại cho em nha. 1383 và kèm số điện thoại chốt salon trên live với giá chỉ có là 199.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu này đặt sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em chịu hàng. Mã này là DA1383. Rồi ok này, chị Ánh Thư em lên đơn hàng luôn. Đây phố như một nhà nút cho các chị mình ha, xịn sò luôn. Đầm này á, các chị mặc đi tiệc, các chị mặc đi làm, các chị mặc đi chơi đều ok cả. Mẫu đầm này em sale luôn trên line chỉ có giá là 199.000 đồng. Nếu như bình thường cái đầm này các chị mua là 299 đúng không? Bây giờ mình chốt có 199 thôi à cả nhà ơi. Rất là rẻ luôn rồi đó. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này đặt sớm giùm em DA1383 và kèm số điện thoại cho em nhé. Chốt ngày hôm nay cho mình luôn 199.000 đồng. Bao chất lượng luôn, phải đẹp luôn, 199.000 mà thôi. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt sớm giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng nè. 1383 sale 199.000. Rồi bây giờ em xả tiếp cho mình một em đồng khác nữa nè. Đợi em vài giây nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt sớm giùm em, ngay lúc này để em chốt đơn luôn. Mình nhớ là chia sẻ like giùm em nha, trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha. Đầm tiếp theo nè, em lên cho mình cái em đầm này 1330. Rồi em xả luôn nha. Những mẫu đầm nào mà hàng không còn nhiều, hàng còn ít em xả hết, sale không lợi nhuận luôn. Rồi mẫu tiếp theo là 1330 nè cả nhà. Trời ơi đầm đẹp lắm luôn á. Hôm nay em xả nhanh nha. 139.000 đồng. Không biết chị nào hôm nay có chị nào vừa cái đầm này size M, size L không? Các chị ơi 1330 em lẻ size rồi. Em chỉ còn đúng 2 size duy nhất. 1330 à, đúng rồi, size M với size L thôi, còn có 3, còn có 2 size đó thôi à. Size M với size L à. Rồi em chốt luôn nha. 139.000 đồng. Một cái mẫu đầm vải lụa mango, mặc mát rượi luôn. Có túi hai bên nha các chị. Đây túi hai bên nè, và nền của nó là nền màu xanh navy. Cổ vest nè, phong chuẩn đẹp luôn. Em chốt hôm nay cho mình chỉ có giá là 139.000 đồng để nghiêm giá luôn nè. Mã này là 1330. 139.000. 139.000 đồng mẫu đầm này, xả hàng giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nha. 1330 và kèm số điện thoại 139.000. 139.000 đồng mẫu đầm này. Ưng mẫu này các chị lên đơn sớm giùm em. Đầm có túi hai bên. Form này mặc là dài qua gối như thế này nha. Tùy vào chiều cao mỗi người thì các chị sẽ mặc dài ngắn khác nhau, có gì mình cân giùm em. 1330 và kèm số điện thoại cho em là sale luôn trên line, giá chỉ có là 139.000 đồng. Ai lấy mẫu này đặt sớm giùm em để em chịu hàng luôn. Mã này là 1330 nha. Mã đầm này là 1330 nha cả nhà ha.
chuẩn form lắm luôn, và mặt nó mát rượi à, cái vải này mát nhẹ êm ha. Bình thường á, cái đầm này em bán 299, bây giờ em xả hàng luôn rồi, còn có 139.000 mà thôi. Chị nào mà mình ưng mẫu này, các chị lên đơn hàng luôn ngay bây giờ cho em nha, 1330 và kèm số điện thoại nè, có 139 thôi các chị ạ, 139.000 ha. Hai size cuối cùng, một và size L thì tầm 40kg đến tầm khoảng là 55 hoặc là 57kg mình sẽ vừa. Ai lấy mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chịu size, 1330 và kèm số điện thoại luôn, 139.000 đồng, 139.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy đặt sớm giùm em chịu hàng nè, nhanh tay nha cả nhà, lên đơn sớm giùm em đó, chất bao đẹp cho các chị mình luôn. Ở đây em cao mét 62, form này sẽ mặc là dài qua gối như vậy. Tùy vào chiều cao mỗi người thì các chị sẽ mặc dài ngắn khác nhau, có gì mình canh giùm em luôn, 1330 và kèm số điện thoại cho em nè. Chốt nhanh trên like, giá chỉ có là 139.000. Rồi xem kẻ em sẽ tặng thêm cho mình một cái đầm này. À, các chị ơi, đầm này nha, 1360 rất là đẹp, nhưng cũng chỉ còn hai size cuối là size M với size L. 1360 này cả nhà ơi, nên là coi như hôm nay em sale luôn cho nhà mình nha, 1360 em chốt sale luôn cho mình nè, với giá là 149.000, 149.000 mẫu này thôi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Trời ơi, cái chị ơi, đầm này bình thường em bán chạy lắm luôn, mà giờ nó còn có, chỉ còn có hai size cuối em xả luôn, 149.000 cho các chị mình đây. Vải mát rượi luôn á. Vải này nó có túi cho mình một bên nè, tay lê ha, bên trong là có lớp lót thun cô tông. Cái này là DA1360, không thì để mặc nhanh cho các chị xem thử nha. Đợi em một xíu nè. Đầm này lên form rất là xinh luôn. Nếu mà chị nào may mắn vừa, các chị đặt luôn nha, cái này em xả hàng luôn. Chia sẻ like dùm em luôn nha cả nhà, trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em nha. Và bây giờ thì em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo, 1360. Đây này cả nhà ơi, 1360 nè, chất mát rượi luôn, đây là chất von hàn mà cả nhà, mặc là bao ghiền luôn. Rồi sale có 149.000 thôi đó các chị. Cái màu sắc dễ mặc nữa. Rồi bây giờ chị nào mình ưng mẫu này, các chị đặt cho em nha, điểm ghim giá luôn nè, 1360. Chốt luôn 149.000 đồng mẫu đầm này. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 55kg là mình mặc vừa nha. Cái này em sale còn 149.000. E80 không vừa rồi, tiếc quá chị ơi. Cái này á, eo của nó tầm khoảng, bây giờ em đọc lại thông số cho các chị mình xem nha. Cái mẫu đầm này á là size M L68, còn size L là eo nó 73 cả nhà. Size M là L68, size L là L73 nha cả nhà ơi. Đầm này em chốt luôn 149.000 đồng, 149.000 đồng mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1360. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn liền cho em nha, có túi nè các chị, túi một bên, bên trong là có lớp lót thun cô tông nha. Rồi sale có 149.000, quá rẻ luôn. Rồi nhanh tay nhanh tay các chị, đầm tay lê giờ là hơi ít ha, các chị có mẫu mình mẫu này là tay lê thôi. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị comment sớm giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng luôn. Mã mình ghi cho em nha, DA1360 và kèm số điện thoại, các chị nào may mắn vừa mình đặt luôn nha, 149.000 đồng, 149.000 đồng. Rồi chuẩn bị em qua mẫu khác luôn nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà, đầm này sale 149.000. Em lên zoom nha, nãy giờ chưa có zoom nè, em lên cái zoom này em xả hàng luôn nè, chờ em một chút xíu nha. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt sớm giùm em ngay lúc này nha, để em chừa hàng chừa size cho nhà mình. Đây các chị ơi, em lên cho mình mẫu tiếp theo. Cái zoom này em đang mặc là XL nè cả nhà. Và các chị thấy đó, cái form XL tính ra cái form nó hơi nhỏ. Nếu mà XL mà em mặc rộng ít như vậy là form hơi nhỏ. Nên là với cái zoom này các chị tăng lên giúp em một size hoặc hai size nha. Một size hoặc hai size. Mã này mình ghi cho em là DA1282. DA1282 em sale luôn cho mình nè. Em sale tặng cho mình luôn với giá là 69.000 thôi. Chỉ có 69.000 mẫu này thôi đó nha các chị. Chị nào mình lấy đặt hàng xuống giùm em. Cái đầm, cái zoom này nó quá rẻ luôn, và nó rẻ coi như là hơn cả cái giá sản xuất của em rồi. Cái này em sale là tri ân như thế này thôi. Chị nào mình thích thì mình lên đơn luôn. Hiện tại zoom này có đủ size ML, XL, 2X đều có hết nha cả nhà. Nhưng mà còn ít nha. Rồi em sẽ lên chương trình sale tặng luôn với giá là 69.000 mẫu này.
Các chị ghi cho em là 1282 và kèm số điện thoại nè. Túi hai bên nè, và form này nó dài tới phần cổ chân của em luôn. Ở đây em phối với nút ngọc cho mình nha. Rồi zoom này cả nhà ghi cho em 1282, sale luôn trên live, giá chỉ có 69.000. 69.000 mẫu zoom này nha cả nhà. Ơn mẫu này thì các chị đặt hàng sớm giùm em nè, ngay bây giờ. Ơn mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng chữ sai. DA1282 và kèm số điện thoại cho em nha. 1282 và kèm số điện thoại cho em trừ hàng luôn. Chốt luôn với giá là 69.000. Bây giờ trung bình tầm 40kg, tầm 55 hoặc 57kg vừa nha. 65kg không vừa tại vì form này nó nhỏ nha. Chị nào bình thường hay mặc size nào thì đối với zoom này các chị tăng lên giúp em 1 size hoặc 2 size là vừa luôn. Rồi em sale luôn trên live giá là 69.000. 69.000 mẫu này nha. Chị nào mình ưng đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em trừ hàng trừ size có 69.000 thôi. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Von hàng phía trước phối nút gỗ, nút ngọc cho mình. Có túi hai bên. Ở bên trong là có lớp lót thun cô tông luôn. Em sale hôm nay có 69.000 mà thôi. Các chị ghi mã cho em nha, 1282 và kèm số điện thoại cho em. 69.000 mẫu này, 1282 cho chị Ngọc Trang chốt luôn. 1282 cho chị Ánh Thơ luôn. 69.000 thôi nha cả nhà. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Nhanh tay nào các chị ơi, lên đơn sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng nha, chỉ có giá là 69.000 mà thôi, giá sốc luôn. Giá sốc cho các chị mình luôn, chị nào mình lấy đặt nhanh nào cả nhà ơi. Tranh thủ nha cả nhà, mình chốt đơn hàng ngay lúc này để em trừ hàng và trừ size cho các chị. Số lượng có ít lắm luôn. Mã này các chị ghi cho em là 1282 nha. Đầm xám, màu xám đang treo hả chị? Màu xám nó có hai màu luôn. Chị ơi mình muốn xem mẫu nào? Cái này ha chị ha. Cái này là 1356, đợi em xíu mặc cho mình xem. Body, body vải đó là vải ánh kim nha. Chia sẻ like giùm em luôn nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo. À 1282 cho chị Lê Hồng, 69.000 cho chị luôn. À bây giờ em lên mẫu tiếp theo là cái đầm này là đi dự tiệc xuất sắc luôn. Một cái mẫu đầm body ha. Và nó sẽ là có cái thiết kế cái phần tay, nó có phần thiết kế là trễ vai cho cả nhà mình á. Cái mẫu này là trẻ tuổi hay trung tuổi mình đều có thể mặc được ạ. Đợi em vài giây nhé. Đây, 1356 này cả nhà ơi. Sang lắm luôn á. Ở đây nó phối ba cái nút nha các chị. Đây nè, phối ba cái nút nè. Tạo điểm nhấn cho các chị. Khi cái bản vai này nè, tùy ý mình, chị nào thích chỉnh nhỏ mình chỉnh xuống được. Chị nào thích cao thì mình chỉnh cao lên. Rồi, các chị để ý nè, cái này. Có vẻ nhiều nhiều ơi là nhiều luôn. Nhiều lắm luôn á, mặc thoải mái lắm, body nhưng mà dễ mặc. Xám lỡ tay hả chị? Rồi ok. Sáng tay lỡ đúng không? Rồi đợi em xíu nha, tí nữa em mặc qua mẫu đó cho mình xem. Còn bây giờ DA1356 này, siêu phẩm này ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình, chỉ có giá là 299.000. Rất là đẹp luôn. Trong cái đợt này các chị nhanh tay đặt luôn nha, chỉ có 299. Chị nào thích chỉnh cao mình chỉnh được hết nha. 1356 và kèm số điện thoại đây để em đứng xa xa mình xem form. Mê hồn luôn. Trời ơi cái đầm xịn sò. Vải này chất vải ánh kim nha cả nhà. 1356. Trẻ tuổi và trung tuổi mình đều có thể mặc được hết. Đầm này giá của nó là 390, em sale xuống còn 299.000 đồng mẫu đầm này. 299.000 đồng mẫu đầm này thôi nha cả nhà. 1356 đang có đủ size. Các chị cứ lên đơn đi em chịu hàng luôn. 1356 sale giá 299.000. 40kg đến 65kg vừa. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, độ co giãn tốt, mặc êm mềm và mặc rất là mát luôn. Sale ngày hôm nay cho mình luôn, chỉ có giá là 299.000 đồng mà thôi. 299.000, mã này là 1356. 1356 và kèm số điện thoại. Chị nào mình thích mẫu này đặt sớm giùm em ngay lúc này em chịu hàng nha. 1356 và kèm số điện thoại nè. Chốt nhanh luôn cả nhà ơi, số lượng có hạn. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết nha. 1356 sale giá 299.000. 299.000 đồng mẫu đầm này. Rồi nhanh tay luôn cả nhà, lên đơn hàng ngay lúc này để em chuyển hàng chuyển size. Mã này là DA1356 và kèm số điện thoại cho em, chỉ có giá 299 mà thôi. Chị nào nhanh là còn, mà chị nào chậm là hết hàng nha cả nhà ơi. 1356 chốt sale luôn trên live, giá chỉ có 299.000 đồng. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình thêm một cái mẫu đầm khác nữa nè. Ai lấy mẫu nào thì các chị đặt xứng giùm em.
Nếu mà xám tay lỡ thì cái vải này là Atashi kim tuyến nha. Là em vài dây nè. 1331. Lên sale cho mình mẫu này luôn. Nè cả nhà ơi, thật sự luôn á, cái đầm này thì em khuyên chân thành các chị nên đặt luôn nha cả nhà. Đặt luôn, đặt gấp luôn đi cả nhà. Rất là đẹp và sale hôm nay em coi như là em sẽ tặng cho nhà mình luôn á. Em sẽ tặng cho mình thôi. 1331 nha. Chốt luôn 99.000. Mà cả nhà ơi, đầm này co giãn nhiều, mặc dù là chỉ còn mình nghe có cái size thôi, nhưng mà độ co giãn rất là tốt. Đến 60-65kg vẫn vừa, 99.000. Đầm này nè các chị, đó các chị nhìn trên nè, 60kg chữ xuống bao vừa, thậm chí 65kg còn vừa mà. 65kg còn vừa mà cả nhà, vô tư cho em luôn nha. 99.000 mẫu này. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt cho em 1331 và kèm số điện thoại luôn. Tặng cho nhà mình ngày hôm nay với giá 99.000. Cái phần cổ sẽ làm ở đây là xoắn ngay phía trước ngực này các chị. Chị nào thích cao thấp mình có thể tự tùy chỉnh được hết. Và độ co giãn nhiều lắm, Atashi kim tuyến nha cả nhà ơi. Mã này mình ghi cho em 1331 và kèm số điện thoại cho em. Giá em chốt ngày hôm nay là 99.000. 99.000 ha. Chị nào ưng đặt hàng xin giùm em. Chặt hả chị, chặt nhiều không chị ơi. Thì được rồi, bây giờ mình kênh bóc cho em đi, có nhân viên sẽ hỗ trợ cho mình luôn chị Hà Thu nha. Đầm em đang mặc đây, mã sản phẩm này là DA1331, sale luôn 99.000. 99.000 phía sau nha. Đó, sẽ tài phía sau phía trước đây, đẹp quá chừng luôn. Chốt luôn với giá là 99.000 đồng. Sang cực kỳ luôn cả nhà. Cái đầm này dạng như giống như resize rồi, ai mà cũng vừa, độ có giãn rất là tốt. 1331 và kèm số điện thoại, chỉ có giá 99.000 mà thôi. Cái này em sẽ tặng nha. Cái này em sẽ tặng ở sale lỗ rồi cả nhà. Em không có lời một đồng nào hết, thậm chí còn lỗ vốn rồi. Nếu mà chị nào ưng mẫu này thì cố gắng lên đơn liền cho em. 1331 và kèm số điện thoại cho em. Giá em chốt ngày nay cho mình là 99.000 đồng. 99.000 đồng mẫu đầm này, ưng mẫu này các chị lên đơn cho em nha. 1331 và kèm số điện thoại. 1331 và kèm số điện thoại 99.000 đồng. Tranh thủ nha cả nhà, lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em. 1331 chốt giá là 99.000 đồng. Chị Mỹ Lan ok em chốt đơn hàng cho chị luôn nha. 99.000 đồng mẫu này. Còn ai lấy mẫu này các chị đặt liền nè, 40kg đến 60-65kg bao vừa. Thậm chí 65kg vẫn vừa nha cả nhà, nhưng mà em sẽ trừ hao vừa vừa thì tầm 60kg. Thật ra nếu ai thích bon chen cũng được, làm 60-65kg được luôn. 99.000 đầm này. 1331 nha cả nhà. Chị nào lấy ra hàng cho em. 1331 và kèm số điện thoại chỉ có giá 99.000 đồng thôi, giá siêu rẻ luôn. Giá siêu rẻ luôn cả nhà ơi, nhanh tay nha, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em. 1331 và kèm số điện thoại. Rồi chị Thanh Châu ok em chúc 1331 luôn 99.000. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nè. Làm mã số sản phẩm nè và kèm số điện thoại cho em nha. Chốt với giá có 99.000 thôi. Siêu rẻ luôn, cái này rẻ hơn cả cái giá sản xuất nha. Chị Ngọc Minh chốt 1331 cho chị nè, và Atashi kim tuyến nha. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? 1331 và kèm số điện thoại cho em nha. 1331 và kèm số điện thoại, sale luôn trên live, chỉ có giá 99.000 đồng. Ơn mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn, ngay bây giờ để em trừ hàng nha. Rồi, live này em sẽ lưu lại, em sẽ bật bài mới, có gì mình theo dõi bài live tiếp theo của em cả nhà nha.